Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ, Sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 383, vào kinh. Người nói chuyện là một nữ tử, giọng nói không lớn, nghe rất ôn hòa. Hai vị tiểu sư phụ vất vả rồi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ, Bồ Tát có mắt, chắc chắn sẽ ghi nhớ công đức của hai vị tiểu sư phụ. Các ngươi đi trước đi lão gia nhà ta còn phải ở đây hai ngày hai ngày sau người nọ cũng có thể tỉnh đến lúc đó lão gia sẽ trọng tả vâng lâm cô nương vậy chúng ta cáo từ khoan đã nữ tử gọi hai người lại người nọ trong mộng không khống chế được có thể thấy được bệnh không nhẹ làm phiền hai vị tiểu sư phụ vất vả một chút mời sư phụ hiểu y trong chùa đến bắt mạch dùm nếu vẫn vô dụng thì ta cũng sớm trở về nói với lão gia nhà ta chuẩn bị cho hắn một bộ quan tài mỏng vâng nghe thấy tiếng bước chân, lục thời trốn vào sau thân cây. Đều tại ngươi, cứ phải tới tranh công, lần này hay rồi, trộm gà không được còn mất nắm gạo, trời lạnh kéo sư thúc từ trong chăn ra, không bị mắng mới lạ đó. Ai biết nha hoàn kia lại lạnh như thế, làm sao bây giờ, làm gì nữa, tìm sư thúc đi, không nghe nàng nói có trọng tạ sao. Hai người dần dần đi xa, lục thời từ sau cây đi ra, thở ra một hơi khói trắng thầm nghĩ đường ra kia không ngốc, ta cũng không cần nhàn rỗi quan tâm làm gì, ghi tạc ơn cứu mạng, từ biệt từ đây vậy. Đang xoay người, trong vườn lại có người nói chuyện. Lúc này, là một giọng nói hơi non nớt. Lâm Bích, ta đoán không sai chứ. Sao tiểu thư đoán được? Thứ nhất, đây là vườn Tây, có nữ quyến, đêm khuya đừng nói hòa thượng nên kiêng rẻ, ngay cả phạm nhân cũng nên kiêng rẻ. Còn thứ hai, thứ hai, cha đang đau khổ vì mất thê tử, chỉ mới qua nửa năm, phương trượng kia còn lôi kéo ông ấy đến đánh cờ làm gì, đánh cờ là giả, muốn kiếm chút gì đó là thật. Trên không chính, hạ sẽ loạn, tiểu thư, còn có điều thứ ba không? Đương nhiên là có, lúc chúng ta đến, người nọ té xỉu trong tuyết, hôn mê bao lâu? Không biết, nếu là mới ngất, thì là hắn tốt số, gặp được chúng ta, nếu là té xỉu ở trước cửa chùa lâu rồi. Hừ, thì có thể thấy được, chứ từ bi trong lời bọn họ chỉ là nói xuông thôi. Yên tĩnh một lát, Giọng nói trẻ con kia chợt mỉm cười. "Đợi lát nữa, ta sẽ viết chữ để trọng thưởng bọn họ." "Tiểu thư muốn viết gì?" "Viết là khẩu Phật tâm Phật." "Tiểu thư là muốn cố ý chọc tức bọn họ sao? Cho họ tức chết, dù sao cũng tốt hơn chúng ta tức chế." Nhà hoàn tên Lâm Bích bật cười. "Người đâu, Lâm cô nương, đi nói với lão gia, tiểu thư khóc vì nhớ mẫu thân, ta khuyên không được, cần có lão gia ở bên mới được." "Vâng, tiểu nhân đi ngay đây." xong rồi lâm bích, ngươi bị nhiễm thói hư của ta rồi. Vậy, ta lại biến trở về. Biến gì chứ, ta đã thích người xấu một chút, chúng ta đây gọi là đi đường người xấu, khiến cho người xấu không còn đường để đi. Ý, sao ta có thể nói ra lời như vậy nhỉ, chật chật. Ta thật sự là quá thông minh, tiểu thư, nào có ai tự khen mình. Nếu nương ở đây, người sẽ khen ta, bây giờ bà không còn, phần người khen ta chẳng lẽ ta không tự bù vô được à. Khoảnh khắc đó trời đất cực kỳ an tính, không còn bất cứ âm thanh gì nữa. Lục thời cảm giác mình chìm nổi trên một chiếc thuyền lá nhỏ, xung quanh đều là nước, một mình hắn không nhìn thấy con đường phía trước, cũng không có đường về. Trên đời này sao lại có loại người như vậy, không chỉ có cha thương, còn có nương thương. Sự ghen tị và hận ý sộc lên từ nội tâm. Dựa vào cái gì chứ? Hắn tự hỏi. Tại sao có người ở trên trời, có người lại ở dưới âm phủ như thế? Lục thời đột nhiên không muốn đi nữa, nếu đường ra cứu hắn, đường ra cũng không đuổi, tại sao hắn phải đi? Hắn lại về gian trai phòng kia, nằm xuống. Rất nhanh, sư thúc, trong lời tiểu hòa thượng đã tới, bắt mạch châm cứu, sau đó mắng chửi một hồi rồi thổi đèn rời đi. Trong đêm tối, lục thời mở to mắt, cảm giác tuổi thân trước nay chưa từng có dâng lên. Sự tuổi thân này không xuất hiện khi hắn bị treo lên xà nhà. Không xuất hiện khi hắn đi khiêng đá lúc nhỏ. Không xuất hiện khi nương đánh hắn. Nó xuất hiện vào giờ phút này, nơi đây, khi nghe giọng nói non nớt kia nói. Nương sẽ khen ta, chấm. Nương sẽ khen ta. Lục thời 22 tuổi, không khỏi lã trả rơi lệ. Lúc tỉnh lại, đã là hai ngày sau. Bên giường có tiểu hòa thượng đang ngồi bắt chéo chân, thấy hắn tỉnh lại, tiểu hòa thượng thở phào nhẹ nhõm ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Lục thời nhìn hắn, không nói lời nào. Đường lão gia muốn ta truyền lời với ngươi, nếu ngươi muốn tìm việc thì hãy đến kinh thành, đường gia đang thiếu ngươi sai vặt trăm ngựa, nếu ngươi muốn đọc sách, đường gia có hậu viện cho thư sinh nghỉ ngơi, nói là còn có một gian phòng trống. Tiểu hòa thượng đứng lên, chỉ vào một tờ giấy trên bàn. Địa chỉ ở đây, ngươi thu dọn nhanh đi, chai phòng này từ ngày mai trở đi sẽ có khách đến, không giữ ngươi được thấy lục thời vẫn không nói lời nào, tiểu hòa thượng xoay người rời đi, đến đỉnh viện, cười gần với người chờ bên ngoài, có nghe thấy không, cứu hắn một mạng, giữ hắn mấy ngày, đến tiếng cảm ơn cũng không nói, đúng là đồ vong ơn. Chẳng lẽ là một người câm? Hai, kết quả là giỏ chúc múc nước công giá tràng, thật nương nó xui xẻo. Ta nhổ. Lục thời nghe đến đó, khóe miệng cong lên. Tiểu thư kia quả nhiên chẳng cho một lượng bạc, đúng là đã làm được hắn mặc xong xiêm y, gấp giấy lại nhét vào trong ngực, ra bên ngoài dùng nước giếng rửa mặt, mặt dày đến tiền phòng gọi chút đồ ăn. Ăn xong lại chạy đến đại hùng bảo điện, nhân lúc người không chú ý, cầm mấy thứ đồ cũng có thể lấp đầy bụng, đi thẳng đến thành tứ cửu. Hắn đi một ngày một đêm, cuối cùng đã đứng ở dưới tường thành thành tứ cửu cao vút trong mây. Một khắc kia, hắn không hề thấy vui vẻ hay ngạc nhiên gì. Hai năm thời gian, hắn như cô hồn giã quỷ chạy khắp nơi, thời gian quá lâu lòng đã chết lặng trong lòng hắn thậm chí nghĩ tường thành này cũng chẳng hơn gì phủ kim lăng phủ vào cửa thành lục thời tìm một cửa hàng sát đường rồi tìm trường quầy hỏi thăm đường lão gia hắn đã tính toán rồi cứ tới đường ra nuôi ngựa trước chờ tiết kiệm chút bạc thì đi thi lấy công danh sau khi nghe ngóng lục thời mới biết được vị đường lão gia cứu hắn lại là thầy của đương kim thái tử nhà đại nho đường kỳ lệnh hèn gì có thế khiến cho trụ trì chùa tĩnh an đến vuốt mông ngựa nhưng thế thì sao lục thời cười gần trong lòng trên đời này quá nhiều người mua danh chuộc tiếng đại gia lục phủ bên ngoài cũng ra dáng người sau lưng lại chẳng khác gì chó lục thời tìm được đường ra nói rõ ý đồ đến đây rất nhanh đã tìm được một công việc nuôi ngựa hắn có một cấp trên trực tiếp tên là tam bàn tam bàn là một lão quá thê không có con cái người thì không có tật xấu gì chỉ là thích uống rượu, uống nhiều sẽ buồn ngủ, ngáy đến rung trời vang đất, nóc nhà cũng có thể lật tung. Lục thời ngủ chung phòng với hắn. Lúc tam bàn ngáy, hắn lấy sách dưới gối ra, bắt đầu học. mươi 384, lần đầu gặp mặt. Cho ngựa ăn mấy ngày, lục thời cuối cùng cũng thăm dò ra thành viên chủ yếu của đường gia. Chủ tử chỉ có hai cha con đường lão gia và đường tiểu thư. Hạ nhân rất nhiều, nhưng quan trọng nhất là hai người. Một người tên Đường Tấn, là tổng quản Đường Gia, cũng là tâm phúc của Đường Kỳ Lệnh. Người còn lại tên là Lâm Bích, là một tiểu cô nương vừa tròn 15 tuổi. Lâm Bích được Đường Phu Nhân đã qua đời tự mình dạy dỗ, phụ trách công việc nội trạch. Hai người một chủ nội, một chủ ngoại, xử lý Đường Gia gọn gàng ngăn nắp. Mà hắn và Đường Lão Gia có duyên là vì cha con hai người trên đường đưa linh cửu của Đường Phu Nhân hồi hương, bị phương trưởng chùa Tĩnh An ngăn lại trên đường trở về Kinh Thành trong lòng lục thời đang do dự một chuyện có nên trực tiếp nói lời cảm ơn với đường gia lão gia không ân cứu mạng ân nhận nuôi theo lý thì đều phải nhưng tự nhiên gần có thể khiến đường lão gia cảm thấy mình có mưu đồ hay không đây nghĩ đến điều này nên lục thời không lại gần hắn không phải là người biết ăn nói nuôi ngựa cho tốt làm việc không lười biếm còn tốt hơn vạn lần với câu cảm ơn có một ngày trong chuồng ngựa có thêm một con ngựa nhỏ màu đỏ thẫm Tam bàn dặn dò hắn. Ngựa này là ngựa thách tử đặc biệt mang từ Tây Vực tới, tặng cho tiểu thư nhà chúng ta, vừa tới trong phủ, sợ khí hậu không thích hợp, một tháng này ngươi ở chuồng ngựa, cẩn thận chăm có nhé. Lục thời gật đầu, thầm nghĩ chỉ cần tránh khỏi tiếng ngáy của ông thì đừng nói một tháng, dù là một năm, ta cũng bằng lòng ngủ trong chuồng ngựa. Vào đêm, lục thời đang giúp trong chăn đọc sách, thì chợt nghe thấy phía xa có động tính, hắn vội vàng thổi tắt đèn dầu. Trong sự tĩnh lặng, có người mang theo đèn lồng đi tới, chiếu vào từng con ngựa, khi chiếu tới con ngựa đỏ thấm kia, người nọ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ta nên làm gì với ngươi đây? Lục thời giật mình, là giọng nói non nớt trong chùa tĩnh an. Trả lại ư, đó là lòng tốt của hắn, không trả lại đi, thứ này lại quý giá quá. Hai, mệt não ghê, hay là ta nuôi béo ngươi rồi ăn nhé? Lục thời nhíu mày, nghe tam bà nói con ngựa này đáng giá 500 vàng, nuôi béo để ăn. Khẩu vị của Đường gia đại tiểu thư này lớn thiệt. Trước khi ăn, ta đặt cho ngươi một cái tên, đặt tên gì cho phải đây? Quên đi, không tốn sức nữa, ta gọi ngươi là Náo nhân nhi nhé. Sau một lúc lâu, nàng lại khẽ thở dài một hơi. Náo nhân nhi à, ngươi nhìn tình thế hiện tại này, ngươi thật không nên đến hoa quốc chúng ta, ngươi ấy, nên ở phía Tây vui vẻ tiêu dao, hoa quốc chúng ta nước sâu lắm cẩn thận khiến người chết đuối giờ. Dứt lời, nàng lại lặng lặng đứng một hồi, mới mang theo đèn lồng rời đi. Lục thời chậm rãi đi ra khỏi chuồng ngựa. Dưới ánh trăng như nước, cô nương từng bước đi xa, gió đêm thổi xuống áo choàng, mái tóc đen xóa xuống. Thì ra, đường ra đại tiểu thư còn là một đứa nhóc. Môi lục thời cong lên, trong mắt chợt kinh hãi. Một đứa trẻ, làm sao có thể nói ra những lời như Nước sâu, chết đuối. Chấm hỏi. Một đứa trẻ, sao có thể nhìn ra ba chuyện một, hai, ba trong tĩnh an tự? Ba ngày sau, trên trời rơi một trận tuyết lớn như lông ngỗng. Vào đêm, cô nương kia lại tới. Hắn vẫn thổi tắt đèn dầu, trốn trong bóng tối. Cô gái sờ soạng, náo nhân nhi. Lại bắt đầu thở dài. Hôm nay có bà mối tới cửa cầu hôn cho cha, nghe nói tiểu thư nhà kia ôn lương hiền đức, còn từng đọc mấy quyển sách nhưng ta không muốn cha cưới nàng vào cửa, nàng vừa vào cửa, cha sẽ quên nương ta. Nhưng Lâm Bích nói, tiểu thư không có đích mẫu dạy dỗ, sẽ không gả được cho người tốt. Lời này, ai nghe người đó ngốc, không có nương thì ta còn cha đó thay. Hơn nữa, vì sao phải lập gia đình chứ, những người đó đọc sách còn chẳng tốt bằng ta nữa. Náo nhân nhi, người phải ngoan ngoán, đừng bị bệnh, mấy ngày nữa ta lại đến thăm ngươi. Tiếng bước chân xa, lục thời đi ra trong lòng nghĩ đường đại tiểu thư cũng thật ích kỳ, đường ra chẳng có cả hậu duệ người để cha ngươi cưới thêm một phòng, thì sao chứ? Thế đạo này, nam nhân nào có quyền có thế, mà không có tam thê tư thiếp, không phải con cháu thành đàn chứ? Lúc tuyết tan, cô nương lại tới, lại thở dài thật sâu. Náo nhân nhi, ta thật sợ lễ mừng năm mới, vừa mừng năm mới, hôm nay nhà này đãi khách, ngày mai nhà kia ăn tiệc, lời mấy nữ nhân kia nói ta đều không thích nghe, các ngươi có nghe nói chưa, Trần Quốc Công lại nạp một thiếp xinh đẹp, còn chưa tới 20, thật sự làm bậy, Trần Quốc Công cũng sắp 60 rồi. Lưu Hầu ra lúc trước sinh một tên nhóc mập mạp, chưa tới 5 cân, nghe nói là sinh non, suýt nữa một xác hai mạng. Vương gia tiểu thư và Triệu gia công tử có thành hay không thế? Không được, ta nhìn không nổi nữa. Lời các tiểu thư nói, ta cũng không thích nghe. Quần áo của ngươi đặt ở đâu? Châm mua ở đâu? Ơ, ờ, vòng tay này đẹp quá bao nhiêu bạc vậy? Nữ tử chúng ta, không thể đọc sách quá nhiều, đọc nhiều, dễ giận mình. Ta nhổ vào, đợi lát nữa ta phải khuyến khích cha lúc mừng năm mới hãy đến trang viên ở vài ngày, trốn cho yên tĩnh. Lục thời trong bóng tối nín cười. Vị đại tiểu thư này là không có người nói chuyện sao? Không có việc gì chạy tới nói chuyện với súc sinh, còn học cái này, học cái kia, đúng là buồn cười. Náo nhân nhi, ta đi đây, hôm nào lại đến thăm ngươi đúng rồi, quên nói chuyện vui này với ngươi, chủ tử ban đầu của nhà ngươi muốn nạp chắc phi. Nam nhân ấy à, hai. Thái tử nạp chắc phi. Ngươi thở dài cái gì? Còn chưa suy nghĩ cẩn thận, đã nghe thấy tiếng hét của nàng. Lục thời vừa định lao ra, lại vội vàng thu chân về, chỉ thò đầu ra ngoài. Cô nương chật vật đứng lên, xoay người, nhìn xuống đất, ảo não. Sao chân như vậy, lúc về ta phải ăn nói thế nào với Lâm Bích đây? bị mắng mất thôi. Dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, cô nương chậm rãi ngẩng đầu, làn da sáng như tuyết, đôi mắt đen sáng trong, lông mày cong khẽ nhíu lại, đôi môi rất nhỏ bĩu lại như giận dỗi. Lục thời muốn rời mắt đi, nhưng lại không rời được. Làm lãng tử bốn năm, hắn đã từng gặp quá nhiều nữ tử, hoặc kiều, hoặc mị, hoặc thanh tú, hoặc đáng yêu, hoặc hờn dỗi. Trong ngũ quan còn chưa nảy nở của cô nương này, thứ đoạt tâm phách nhất chính là mắt mày của nàng. từ đường mi cho đến viền mắt, rồi đến lông mi thon dài, giống như gợn sóng, chẳng hề tìm được chút sầu khổ. mắt mày như vậy, chắc chắn phải là gạo nước giàu nhất đắt nhất mới có thể nuôi được. lục thời hơi giật mình, chờ tiếng bước chân đi xa, hắn nằm xuống giường, ngẩn ngơ trong đêm tối. một người phải tu được mấy đời phước báo mới có thể đầu thai tốt như vậy, ngoại trừ đích mẫu mất sớm ra cô nương còn gì không viên mãn nữa đây. Lục thời vươn tay ra, nhìn vết chai trong lòng bàn tay mình. Đẳng cấp giữa người với người, thực ra đã phân chia rõ ràng từ lúc chui ra khỏi bụng mẫu thân rồi, người có hét với ông trời bao nhiêu tiếng. Vì sao? Thì cũng chẳng làm nên chuyện gì. Mệnh tốt là mệnh tốt, mà mệnh hèn mãi mãi là mệnh hèn. Lục thời đi tới phía sau chuồng ngựa, phía sau đống rơm giả, hắn một tay ôm một bó, đi đến trước chuồng ngựa trải ra. Nửa canh giờ sau, một con đường trải từ rơm giả, kéo dài đến cửa vòm hậu hoa viên. Tiên nữ trên trời là không thể đánh nhau, càng không thể bị mắng, nàng thậm chí có khi con chẳng nhíu lông mày. Lục thời tự nhủ thầm như vậy. mươi 385, Mạng Hèn. Đường đã trải xong, nhưng liên tiếp 10 ngày, đường đại tiểu thư lại không tới. Lục thời lại bị tam bàn mắng suốt 10 ngày vì lãng phí hơn 10 bó rơm giả tam bàn có mắng người hay ngáy dung trời thi lục thời không đáp lại chờ hắn mắng mệt thì rót một ly trà nóng đưa qua tam bàn vừa uống trà vừa lại căm giận mắng thêm vài câu lúc này có một gã sai vặt đến truyền lời nói thái tử sắp tới tam bàn bị dọa run lên đến nói cũng không lưu loát thái 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 ông đừng có thái 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 mãi nữa mau chuẩn bị đi chân tam bàn mềm nhũn trực tiếp ngã ngồi dưới đất hắn sống hơn nửa đời người, nhưng chưa từng thấy một quý nhân như vậy. Lục thời đỡ hắn ngồi dậy, bắt đầu cúi đầu làm việc. Đầu tiên hắn dọn dẹp chuồng ngựa sạch sẽ, lại chài một tầng rơm phía trước chuồng ngựa, cuối cùng chài tóc cho não nhân nhi. Sau khi làm ổn thỏa mọi thứ, các quý nhân chậm rãi bước đến, ngoại trừ thái tử và tùy tùng, thì tiểu cô nương kia cũng đi bên cạnh. Lục thời đẩy tam bàn về phía trước, còn mình thì lui vào trong góc, im lặng quỳ xuống vận mệnh của một người thường thay đổi trong lúc lơ đãng. Nếu như ngày đó không phải thái tử đề nghị cho tiểu cô nương thử cưỡi ngựa. Nếu như không phải tam bàn sung phong nhận việc, nói hắn dắt ngựa tới. Nếu như não nhân nhi không phải từ tây vực tới, xương cốt toàn là hoang dã. Đáng tiếc trên đời này không có nếu như. Trong khoảnh khắc tiểu cô nương cưỡi lên não nhân nhi, lục thời đã cảm giác sắp xảy ra chuyện. Không ai hiểu rõ giá tính của tên xúc sinh này hơn hắn, từng vết bầm tím trên người hắn đều là do con súc sinh này đã, mà tam bàn thì đã già rồi. Trong khoảnh khắc ngựa phát điên, lục thời đã xông ra ngoài. Bàn đầy hắn là muốn bảo vệ nàng, để nàng không bị rơi từ trên lưng ngựa xuống, khi nhìn thấy móng ngựa kia đá trúng ngực tam bàn, lục thời đã lập tức thay đổi chủ ý. Hắn chạy như bay về phía tam bàn, đỡ lấy người, một tay đẩy một cái để nhòi người về phía trước. Khi hắn ngã xuống đất, tiểu cô nương ngã trên lưng hắn. Nửa canh giờ sau, đường kỳ lệnh chất vấn hắn. Vì sao không cứu đại tiểu thư trước? Hắn suy nghĩ nửa ngày, trả lời. Tam bàn già rồi, không sống được mấy năm, nhưng đại tiểu thư còn trẻ. Đáp án này khiến đường kỳ lệnh không thể ngờ được. Ngày đó ngươi té xỉu, là nữ nhi của ta phát hiện ra ngươi, cũng là nó cầu xin ta cứu ngươi. Lục thời hơi sừng sốt. Nó nói nghe ngươi gọi nương, nó vừa mới mất nương, không chịu được có người như nó. Đường kỳ lệnh hư một tiếng nói. Tam bàn chẳng qua chỉ là hạ nhân, mà nữ nhi của ta. Lão gia, quý nhân và tiện nhân thực ra đều giống nhau, cũng là một mạng sống. Làm càn. Đại quản gia đường tấn nghe không nổi, giận tím mặt. Sao có thể giống nhau, mười người như tam bàn cũng không bằng một ngón tay của đại tiểu thư, huống chi đại tiểu thư còn có ân cứu mạng với ngươi. Lục thời. Đường lão gia, ta không biết đại tiểu thư có ân cứu mạng với ta. Nếu biết thì sao?" Lục Thời cúi đầu, thật lâu sau, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi Đường lão gia, ta vẫn sẽ cứu Tam bản." "Ngươi, A à, Tấn." Ánh mắt Đường Kỳ lệnh lạnh lùng nhìn Đường Tấn một cái, sau đó lại nhìn Lục Thời. "Vì sao?" Lục Thời ngẩng đầu, bởi vì trong lòng ta đã tính, đại tiểu thư ngã xuống thì không sao, nhưng Tam bản. Lời còn chưa dứt thì có tiếng gõ cửa, người hầu đi vào. "Lão gia." Thái y đã khám rồi, tiểu thư không sao, chỉ bị kinh hãi một chút thôi. Tam bàn thì sao, ba cái xương sườn ở ngực bị gãy. Ánh mắt đường kỳ lệnh nhìn lục thời lập tức trở nên thâm trầm. Ngươi tên là lục thời? Vâng, năm nay bao nhiêu tuổi? 22, nhà ở đâu? Kim lăng lục hợp, trong nhà còn có người nào? Hắn im lặng một lát. Còn có một ngương, ngươi có đọc sách tư? Lục thời không giấu được, đành phải thừa nhận phải đã đọc những sách gì tứ thư ngũ kinh chư tử bách gia thầy dạy ở phủ kim lăng là người phương nào chính mình đường kỳ lệnh im lặng một lát lúc ta đi để lại cho ngươi một tờ giấy hai tin nhắn ngươi là người đọc sách vì sao không tiếp nhận cứu tế của đường ra lại tới làm người nuôi ngựa ta có tay có chân không muốn ăn không ngồi rồi chẳng lẽ ngươi không biết nuôi ngựa làm chậm trễ việc học sao huống chi tuổi ngươi không còn nhỏ không chậm trễ, ta có thể sắp xếp tốt. Đường lão ra nhìn xiêm y trên người hắn, mắt như đá đen. Từ hôm nay trở đi, ngươi chuyển đến hậu viện ở, tất cả việc ăn ở đường ra sẽ lo cho. Không phải ăn không ở không, ngươi chăm sóc con ngựa này, chỉ là không trả tiền công, thấy thế nào? Kinh nghiệm làm người 22 năm của lục thời nói cho anh biết, trên trời sẽ không có bánh nhân thịt nào rơi xuống. Đường lão ra, ta không cứu đại tiểu thư trước, vì sao ngài còn? Không vì sao cả. Đường kỳ lệnh nhìn hắn, bỗng nhiên bật cười. Ta chỉ cảm thấy ngươi, rất thú vị. Cứ như vậy, lục thời từ một người nuôi ngựa, lại biến thành thư sinh. Hắn có một gian phòng ở hậu viện đường ra, trong phòng một giường một bàn một ghế. Trên giường có chăn đệm sạch sẽ, trên bàn là giấy bút nghiên mực chưa từng dùng đến. Đêm hôm đó, lục thời nằm ở trên giường, không hiểu sao cảm thấy kinh hồn bạt vía, lăn qua lộn lại ngủ không được, cho dù dùng chăn bọc mình kín mít, vẫn không ngủ được. Hắn thú vị ở đâu chứ? Hắn rõ ràng là một tên lì lợm không chút thú vị. Rất nhiều năm sau, hắn mới hiểu được, đường lão ra nói thú vị, là vì trên đời này có rất ít người giống như hắn, không đi đường tắt, mà thích chọn con đường khó khăn nhất. Hậu viện không lớn, cũng chỉ có bảy gian phòng, có bảy thư sinh ở. Thư sinh đến từ trời Nam đất Bắc, tướng mạo khác nhau, tính tình khác nhau, chỉ có duy nhất một thứ giống nhau, đó là nghèo. Từ hậu viện đến tiền viện có ba con đường, trong đó có hai con đường bị bịt kín, chỉ có con đường trúc lát đá xanh thông tới vườn, mới có thể cho các thư sinh đi. Mà cũng chỉ có thể đi vào ban đêm, ban ngày vì đường ra nữ quyến muốn đi dạo vườn, sợ va chạm cho nên đã khóa cửa lại. Hắn đến đường ra trăm ngựa, cũng phải vòng ra bên ngoài. Qua vài ngày, lục thời cuối cùng đã thăm dò được vì sao hai con đường kia bị phong tỏa. Nghe nói trước kia có thư sinh, vì đường thanh vân của mình, đã mặt dày vào tới thư phòng của đường lão gia, tự đề cử mình. Cũng có thư sinh, nghĩ đường ra chỉ có một người con gái, nếu mình có thể làm dễ hiền, thì có thể leo cao, vì thế kiếm đủ mọi cách để nửa đường ngẫu nhiên gặp được đại tiểu thư. Sau khi lục thời biết thì cười gần không thôi. Đại tiểu thư vẫn chỉ là một đứa trẻ, những người này đến một đứa trẻ cũng muốn lôi kéo, đúng mặt người giả thú. Lục thời cô độc đã quen, không thích sống giả lả với đám người, dần già, các thư sinh cũng không giao tiếp với hắn, đều nói mấy lời chua chát sau lưng về sự thanh cao, cao ngạo của hắn. Mấy lời đó đối với lục thời thì chỉ như gió thoảng qua tai, cho dù mắng tổ tông tám đời nhà hắn, thì hẳn cũng có thể coi như không nghe thấy. Ngày giao thứ năm đó, đường lão ra mời bảy vị thư sinh đến phòng khách đón năm mới, đây là phong tục cũ của đường gia, cũng là cơ hội duy nhất bọn họ có thể nhìn thấy đường lão gia trong năm. Các thư sinh đồng loạt trở về phòng thay quần áo, giày dép đẹp nhất để đường lão gia có thể đánh giá cao. Lục Thời không cần để ý, mặc một bộ đồ cũ đã sờn trắng rồi đi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 386, Đại Dũng. Đến phòng khách, thấy đường lão gia đã ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư các thư sinh đồng loạt quỳ xuống, tạ ơn đường lão gia thu nhận. Lục thời không quỳ, cứ đứng thẳng tắp như vậy. Hắn nghĩ thầm, mình đâu phải ăn không uống không, đã chăm ngựa giúp đường ra rồi thì quỳ làm gì. Ân cứu mạng của lão gia, lục thời vẫn ghi tạc thầm, đại ân đại đức không thể báo, chỉ có siêng năng học hành. Lục thời vái chào thật sâu. Đường lão gia cười cười, không nói thêm gì, mời bọn họ ngồi xuống. Bàn bát tiên, có tám vị trí đường lão ra ngồi nam hướng ra bắc, chiếm chủ vị, bảy vị trí còn lại, vừa vặn đủ bảy thư sinh bọn họ ngồi. Lục thời đi tới vị trí gần nhất, còn chưa ngồi xuống, thư sinh bên cạnh ngồi xuống trước hắn một bước, cười ấy náy với hắn. Thật ngại quá, Lục huynh, nơi này có người rồi. Lục thời ngẩn ra, một thư sinh khác đã ngồi ở vị trí đó. Cứ như vậy mãi, đến khi lục thời muốn tìm vị trí, phát hiện cả cái bàn bát tiên, chỉ còn lại một vị trí bên cạnh đường lão gia, cũng là ngồi phía nam hướng ra bắc. Ngồi cạnh đường lão gia, lục thời khẽ nhíu mày. Lúc này trong phòng khách cực kỳ yên tĩnh, tầm mắt của mọi người đều đặt trên người lục thời, hắn thậm chí có thể nhận ra, có ánh mắt này không có ý tốt, là vui sướng khi thấy người gặp họa. Lục thời ngồi xuống bên cạnh đường lão gia, không xấu hổ, cũng không rụt rè. Lúc lục thời hơn ba tuổi, hắn đã thấy màn xấu hổ nhất trên đời, bây giờ chẳng qua là ăn bữa tất niên, có đáng là gì đâu. Khóe miệng đường lão ra nhếch lên, mỉm cười. Cười gì? Sự tự tin trong lòng lục thời bắt đầu quấy phá, khẽ cắn môi hỏi ngược lại một câu. Sao, ta không nên ngồi ở đây à? Nên. Đường lão ra không nhìn hắn nữa, giơ chén lên, nói với mọi người. Ta kính chư vị một chén, mong các người đọc sách thật tốt, Tương lai chỉ quốc an bang, sách bình thiên hạ. Đa tả tiên sinh, đa tả lão gia. Các thư sinh hoàng sợ trừng mắt, thầm nghĩ người này bị ngốc sao. Một người trong đó vẫn nổ quát lớn. Người khác đều gọi tiên sinh, chỉ có người gọi lão gia. Lục thời, người chưa học đến bốn chữ tôn sư trọng đạo sao. Lục thời im lặng, ngước mắt lạnh lùng nói. Lão gia giữ chúng ta lại, cũng đâu nhận chúng ta làm đồ đệ, các người gọi tiên sinh có hỏi xem lão gia đồng ý chứ? Đường lão gia vẫn cười như cũ, giống như hắn là một người tính khí rất tốt. Hôm nay giao thừa, gọi là gì cũng không sao, tiểu nữ còn đang chờ ta, ta không ăn cùng nữa, chứ vì ăn ngon uống ngon. Đường lão gia đứng lên, vuốt cầm với mọi người, lại chắp tay sau lưng đi ra khỏi phòng khách. Lục thời, ngươi xem, tiên sinh bị ngươi chọc giận bỏ đi rồi kìa. Chỉ có ngươi thích đặc biệt, chẳng thèm quỳ nữa. Tiên sinh đối có ân cứu mạng ngươi, đúng là lòng lang dạ sói. Đọc sách thánh nhân nhiều năm như vậy đúng là lãng phí. Khó khăn lắm mới có thể gặp tiên sinh một lần, đều bị ngươi làm hỏng rồi. Quân tử, phải đoan phương nhã lượng. Lục Thời nhìn sáu gương mặt này, cầm đũa lên ăn cơm. Ăn xong, hắn đặt đũa xuống, không thèm quay đầu lại đi ra ngoài. Đi tới cửa thứ hai thì có người chặn đường đi. "Lục công tử, lão gia nhà ta cho mời." mời ta làm gì, mời công tử ăn thêm một bữa nữa, làm phiền nói với lão gia nhà các ngươi, ta đã ăn no rồi. Lục công tử sợ sao, ta đi chân trần còn sợ hắn mang giày sao. Lục thời cười gần một tiếng, dẫn đường, nam nhân đưa hắn vào thư phòng. Trong thư phòng, nào có cơm nước gì, chỉ có đường lão gia đứng, mặc một bồ đồ đen. Đường lão gia xoay người nhìn hắn, mắt như đá đen. Lục thời, vì sao ngươi lại muốn thi công danh? Vì làm quan, vì sao làm quan, để cho người ta coi trọng, chỉ vì cái này, vâng." Đường lão gia đi tới trước mặt hắn, thản nhiên cười. "Ngươi có đồng ý làm đồ đệ của ta không?" "Không muốn, tại sao?" Cổ Họng Lục thời nghẹn ngào, hỏi ngược lại, "Vì sao ngài lại muốn nhận ta đồ đệ?" "Bởi vì xương cốt của ngươi cứng rắn, cũng bởi vì ngươi ngồi bên cạnh ta." Đường lão gia lặng lặng nhìn hắn. "Năm tiểu nữ vừa sinh, ta bắt đầu cứu tế thư sinh." dòng giã 12 năm, giao thừa hàng năm, không ai dám ngồi ở bên cạnh ta, ngươi là người đầu tiên. Ngươi không chịu quỳ xuống trước mặt ta, là không muốn lấy lòng ta, cũng không cảm thấy mình thấp kém. Lục thời chỉ cảm thấy máu cả người lập tức vọt tới đỉnh đầu. Tính tình ngươi rất hợp với trước ngựa sử. Lời đường lão ra nói có vài phần thâm trầm. Thế đạo này, không mưa thuận gió hòa mái luôn luôn có người xương cốt không cứng rắn, người lá gan không lớn, che không nổi cây dù kia lục thời cười gằn đường lão gia tại sao ta phải che ô kia có thể cho người che mưa tránh gió khóe môi lục thời hơi run rẩy thầm nghĩ ta thi công danh làm quan là vì một ngày nào đó trở về lục gia được hãnh diện để tất cả mọi người quỳ gối sợ hãi ta không phải để cho người ta che mưa tránh gió đường lão gia đánh giá cao rồi ta không có lòng từ bi gì đâu vậy sao nụ cười đường kỳ lệnh càng sâu không có lòng từ bi vì sao phải cứu tam bàn để hắn ngã chết không tốt sao. Lục thời im lặng. Lão ra, tiểu thư phái người tới dục hỏi lão ra khi nào thì xong. Đường tấn ở bên ngoài nhỏ giọng dục đường lão ra đột nhiên lui về phía sau một bước. Mỗi người đều có chí riêng, nếu lục công tử không muốn, ta cũng không cưỡng cầu. Bàn tay trong tay áo lục thời chợt nắm chặt lại. Giống như có người cho hắn một viên kẹo, hắn chẳng qua chỉ nói một câu ta không thích ăn kẹo, thì người nọ đã rụt tay về. Sương cốt phản nghịch trong lòng lại chạy ra. Hắn đột nhiên rất không cam lòng hỏi. Đường lão ra không phải nói muốn mời ta ăn tiệc sao? Đường kỳ lệnh nhìn hắn. Người đâu, nói với lâm bích, thêm một đôi đũa. Vâng. Lục thời thấy hắn đồng ý, đột nhiên trột dạ, như phản xả có điều kiện, lập tức nói. Đường lão ra không cần cho là thật, ta chẳng qua là. Nam nhân nói chuyện, một lời hứa đáng giá ngàn vàng. Đường kỳ lệnh bỏ lại một câu này phất tay áo mà đi. Lục thời trần trừ một lát, mới do dự đi theo. Hắn cực kỳ hận chính mình giờ phút này, giống như một đứa nhỏ không ăn được đường bèn cố tình gây sự vậy. Vào viện, cô nương kia ra đón. Phụ thân, số con thật khổ, sao đến bữa tất niên người cũng ăn với người ngoài thế? Không được nói hưu nói vượn. Đường kỳ lệnh cười trách. Phụ thân giới thiệu cho con một người, không cần giới thiệu. Cô nương quay đầu nhìn lục thời chớp mắt, trong phủ này dám ngồi bên cạnh cha ta, ta là người thứ nhất, ngươi là người thứ hai, ta tên là Đường Chi Vĩ, ngươi tên là Lục Thời. Nghịch ngợm, Đường Kỳ lệnh xoa xoa đầu cô nương. Con nên sưng một tiếng, nên sưng một tiếng Lục Đại Dũng. Đáy mắt cô nương lóe sáng, nhưng không lộ ra. Lại dám cứu tam bàn trước mới đến cứu ta, không phải Lục Đại Dũng, thì là gì? Lục Thời. Nhưng dù sao cũng cảm ơn ngươi đã cứu ta. Cô nương nhìn hắn, từ nay về sau chúng ta huề nhau, người không nợ ta, lục đại dũng. chương 387, Sư Huynh Hắn chẳng qua chỉ để nàng không ngã, nàng lại là cứu mạng của hắn. Không giống nhau, lục thời thành khẩn nói. Ta còn nợ đại tiểu thư. Cô nương cười nói. Vậy thì nợ đi, lần sau ta ngã ngựa, người tốt xấu gì cũng cứu ta trước nhé. Con người cả đời này, nếu như tỉ mỉ hồi tưởng lại, luôn luôn có mấy quyết định nảy ra trong chớp mắt, tựa như là bị quỷ nhập vào người. Ví dụ như lúc này, Lục Thời đột nhiên cảm thấy việc làm học trò Đường Kỳ Lệnh cũng không có gì không tốt, ít nhất cô nương trước mắt này vô cùng thú vị. Đại tiểu thư nên gọi ta một tiếng Lục sư huynh. Cha, hắn thật sự là sư huynh của con sao? Đường Chi vị chớp mắt, dường như không tin lắm. Đường Kỳ Lệnh không trả lời con gái, mà vuốt râu nhìn Lục Thời. Lục Thời cảm thấy 22 năm nay chưa bao giờ có khoảnh khắc nào mình mặt dày lật lọng như bây giờ. Xin tiên sinh ban tử. Hắn thở dài thật sâu. Từ xưa đến nay, tự của một người nam nhân đều là do trưởng bối hoặc tiên sinh ban tặng. Đường kỳ lệnh suy nghĩ sâu xa một lát. Hai chữ sơn thạch ngươi có thích không? Lục thời còn chưa kịp trả lời, đã nghe đường chi vị nói. Tha sơn chi thách, khả dĩ công ngọc sao, cha, vì sao không dùng hai chữ công ngọc? sao ý là đá từ núi khác cứng, có thể dùng để đánh bóng ngọc. Đường kỳ lệnh nhíu mày, lắc đầu. Công không ổn, sơn thạch, sơn thạch. Cô nương cong môi cười. Lục sư huynh, cha muội đang chê huynh ít nói đấy. Môi lục thời giật giật, lại nghe đường kỳ lệnh nói. Bên tai đã có một người ồn ào, thêm một người nữa, mạng già của cha con có cần nữa hay không? Ai nói cha già, con xử người đó. Tiểu cô nương kéo đường kỳ lệnh ngồi xuống, lôi kéo trong kinh có bao nhiêu đại cô nương tiểu tức phụ đều muốn gả cho cha mà. Đường kỳ lệnh đưa tay ra búng vào chán nàng một cái. Cha, cứ thêm một người nữa đi, có thể trò chuyện với cha cũng tốt. Nàng nâng cằm, híp mắt. Cha chỉ cần thêm một hàng chữ vào thư mời, phải đối xử tử tế với con gái ta. Con nói lời này, cũng không sợ nương nửa đêm tới tìm con à. Thế thì lại tốt, vừa khéo con có thể nói với mẫu thân, bảo người gật đầu đồng ý, nếu không thì phụ thân con mệnh khổ lắm. Đường chi vị, dạ, phụ thân con ơi, nữ nhi ở đây, ngài có gì phân phó? Là muốn nữ nhi giúp ngài rót rượu, hay là muốn nữ nhi giúp ngài gấp sau? Con, con đúng là một kẻ nghịch ngợm, quỷ gây sự. Cô nương học theo ngữ khí của đường kỳ lệnh. Ngày mai phạt chép 100 lần xuân thu, 100 lần quá nhiều, 10 lần đi. Lâm Bích, người canh cho ta, ban đêm không cho nó chép, cẩn thận đau mắt. Con ấy. đường kỳ lệnh bất đắc dĩ. Bị nương con chiều hư rồi. Chỉ có một mình nương con sao. Cô nương tràn đầy sức lực. Không có công lao của người khác ư. Bẩm lão ra, đợi tiểu thư làm gió vụ này, thì rau cũng sắp nguội rồi. Nhà hoàn mặt tròn bưng bầu rượu đi tới, rót rượu cho đường kỳ lệnh, lại hỏi. Lục công tử cũng uống một chút đi, đây là rượu gạo phía nam, hâm nóng uống, không dễ say. Lục thời. Lâm bích, ta cũng muốn uống một chút làm gì có cô nương nào uống rượu cha 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 rót cho nàng nửa chung đi hôm nay giao thừa uống một chút cũng không sao lâm bích dẫm chân nửa chung thêm một giọt cũng không được lão gia cũng không thể uống nhiều uống nhiều không tốt cho sức khỏe phụ thân số khổ của ta ơi đến uống rượu cũng bị người ta quản cô nương vừa cười vừa gào lên ngày tháng thế này phải sống sao đây ngươi lâm bích lại dậm chân oán hận nói lão gia người mau quản nàng đi, vô pháp vô thiên. Đường lão gia nghiêm trang. Hôm nay giao thừa, ngày mai hắn quản, ngày mai chắc chắn quản. Cô nương nháy mắt với Lâm Bích, cười đắc ý. Nhà ấm, rượu thơm, nụ cười cưng chiều của đường lão gia, nụ cười ngọt ngào của cô nương, thế giới của lục thời chợt long trời lở đất. Hắn bỗng nhìn nghĩ tới nữ nhân cách xa ngàn dặm kia. Nếu bà xuất thân từ một gia đình tốt, nếu có một phu quân thương yêu bà, vậy có phải bà cũng sẽ đưa tay xoa đầu lục thời, dịu dàng nói con trai, hôm nay giao thừa, con uống nửa chung thôi. Lục sư huynh, tiểu cô nương bỗng nhiên quay đầu. Hôm nay huynh cũng ta đón giao thừa đi, cha ta có rất nhiều việc cần làm, năm trước đều là nương ta. Được, lục thời không đợi nàng nói hết lời, đã ngoan ngoãn đáp ứng. Đường cái gì? Đường kỳ lệnh nặng nề ho khan một tiếng. Đầu tiên đi làm một bài văn 800 chữ, Tựa đề của vi sư là, đáng động hồ, dân vô năng danh yên. Nguy nga hồ, kỳ hữu thành công giá, hoán hồ kỳ hữu văn chương. Sao? Sao trong luận ngữ, mình mông bắt ngắt dân chúng không ca ngợi xiết? Công lao vua nhiêu thật vĩ đại, văn chương lễ nhạc ban ra tươi sáng khắp nơi. Cha, hôm nay là giao thừa. Giao thừa không thể viết văn chương sao? Hừ, cha cũng chưa từng nghiêm khắc với điện hạ như vậy. Điện hạ đâu có 22 tuổi mới bái sư làm môn hạ của ta. Tiểu cô nương thẻ lưỡi, nhích người lại gần, che miệng thấp giọng nói. Lục sư huynh, lời này xuất phát từ tứ thư văn, ý là. Ta biết. Lục thời nhìn hàng mi dài của cô nương. Chờ ta làm xong, sẽ cùng ngươi. Bài văn này phải viết gần hai canh giờ đó. Cô nương cười. Ta kêu lâm bích đi cùng, tha cho huynh đó. Nàng có thể nói ra tứ thư văn, lục thời đã tương đối chấn động, lúc này lại nói hai canh giờ có thể thấy được nàng đã từng làm bài văn này lục thời không nói hai lời đi ra gian ngoài viết văn ý tứ trong lời nói của tiên sinh rất rõ ràng hai mươi hai mới bái làm môn hạ của hắn bước đầu đã rất muộn cho dù là đêm giao thừa người cũng phải đọc sách ta phải đọc sách hơn nữa còn phải học ra gì đó nếu không nào xứng với câu lục sư huynh trái lục sư huynh phải của nàng văn mới viết được một nửa tiệc giao thừa của noãn các đã tan. Nàng đi tới bên cạnh anh, cúi đầu nhìn một lúc, lầm bầm bình luận vài câu. Mở đầu không tệ, phá đề cũng coi như mới mẻ độc đáo, chỉ là nét chữ này. Hắn dừng bút, ngừng đầu. Nàng lập tức ngừng nói, mỉm cười với hắn. Lục sư huynh, năm mới vui vẻ. Lục thời trở thành học trò của đường kỳ lệnh, lúc trước, hắn chỉ nhận một học trò là thái tử, nói cách khác, hắn đã trở thành đồng môn của thái tử lục thời chưa bao giờ cảm thấy thân phận của mình đã xảy ra biến hóa nhưng trời lệch đất như thế hắn vẫn ở hậu viện ban ngày vẫn chăm ngựa thứ duy nhất thay đổi là lúc chạm vạm tối đường kỳ lệnh từ nha môn trở về sẽ gọi hắn đến thư phòng uống xong một chén trà rồi bắt đầu giảng bài lúc đường kỳ lệnh giảng bài cô nương kia chắc chắn sẽ đến đúng giờ nàng thậm chí còn siêng hơn cả hắn thỉnh thoảng còn hỏi vài vấn đề thứ khiến cho lục thời lần nữa cảm giác long trời lở đất, không phải đường kỳ lệnh đầy bụng thi thư, mà là sự thông minh của cô nương kia. Thực ra hai chữ thông minh còn chưa đủ để hình dung nàng. Cầm kỳ thư hỏa, tứ thư ngũ kinh, nàng gần như vừa học đã biết, một chút đã hiểu. Lục thời tự xưng là người thông minh, nhưng chút thông minh này của hắn, ở trước mặt cô nương này chẳng đáng gì. Trên đời này, sao lại có cô nương như vậy? Giống như lúc ông trời ném nàng xuống nhân gian, đặc biệt cho thêm vài phần yêu ái. Bắt đầu từ ngày đó, ban đêm lục thời vốn ngủ 3 canh giờ, giờ giảm bớt một canh giờ. Đêm khuya đến khi thật sự buồn ngủ không chịu nổi, hắn đã treo một thùng nước giếng, rửa mặt bằng nước lạnh, tiếp tục vùi đầu khổ học. Đọc xong sách, hắn sẽ viết thêm nửa canh giờ nữa. Chỉ bởi vì một câu nói không trọn vẹn của nàng trong đêm giao thừa, chỉ là chữ này hơi kém một chút. Trường 388, Che chở dù là lục thời có giống như trước thế nào thì chuyện hắn trở thành học sinh đường kỳ lệnh vẫn truyền tới hậu viện. Thái độ của các thư sinh đối với hắn, sau một đêm nổi lên biến hóa. Bọn họ rất nhiệt tình gọi hắn là Lục huynh. Nửa đêm gõ cửa, khiêm tốn thỉnh giáo hắn vấn đề. Mời hắn dạo vườn, uống rượu, pha trà, luận đạo. Lục thời hiểu rất rõ ràng tâm tư của những người này, nên cũng không đáp lại, thậm chí lúc từ thư phòng tiên sinh đi ra, đã trực tiếp đến chuồng ngựa đọc sách. Tuy rằng mùi xúc sinh khó ngửi, nhưng trong lòng sạch sẽ, hắn vẫn bằng lòng ở với xúc sinh. Thực ra tiên sinh đã nhắc đến rất nhiều lần là mời hắn đến tiền viện ở, hắn đều uyển chuyển từ chối. Đường phủ nội trạch chỉ có một nữ tử, mẫu thân nàng mất rồi, tương lai kết hôn rồi không dễ dàng, hắn không thể để cho người ta có chuyện xấu nói. Chuyện xảy ra vào một buổi sáng sớm 3 tháng sau. Trong đám thư sinh có người nói mình bị mất năm lượng bạc, hoài nghi là bị người khác trộm, yêu cầu kiểm tra phòng người khác. Lục Thời không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, thoải mái cho họ xét. Không ngờ, bạc lại xuất hiện trong túi quần áo của hắn. Hết đường chối cãi, thư sinh kia vô cùng tức giận, la hét muốn đưa Lục Thời đến gặp quan, còn lập tức gọi gã sai vặt ở hậu viện đi thông báo cho Đường lão gia. Đường lão gia không tới có một cô nương tới. Cô nương bảo Lâm Bích mang cho mình một cái ghế, ngồi xuống, sau đó lạnh lùng nhìn khổ chủ. Ngươi tên gì? Bẩm đại tiểu thư, ta là Lý Hưng. Ngươi nói hắn trộm bạc của ngươi, có chứng cớ gì không? Bạc được tìm thấy trong bao quần áo của hắn. Làm sao ngươi biết bạc trong túi hắn là của ngươi? Đại tiểu thư, người này nghèo rất mồng tơi, làm sao có thể tích được năm lượng bạc? Lỡ như là người khác cho thì sao? Lý Hưng tuổi thân. Đại tiểu thư nói lời này, không phải là che chở hắn sao? Tiểu cô nương nhướng mày, nhẹ nhàng nói: "Ta che chở sư huynh của ta, thế thì đã sao?" Lúc cô nói lời này, Lục Thời đã bị mấy người này dây dưa hồi lâu, đang ở bên bờ vực nổi giận, nắm đấm trong tay áo chỉ một khắc nữa thôi sẽ vung ra. Miệng hắn không bào chữa cho mình, nhưng nắm đấm thì có. Một câu nói của cô gái khiến cho nắm đấm của hắn lập tức mềm nhũn, đây là lần đầu tiên trên đời hắn nghe được có người muốn che chở cho hắn. Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy, nhỏ như thế. Nếu sư huynh của ta chịu nhận thì trong túi quần áo đâu chỉ có năm lượng. Con ngươi, một thư sinh nghèo, ăn uống ở nhờ vào đường ra ta, lấy đầu ra năm lượng bạc hà. Lý hưng nóng này. Đại tiểu thư, không thể nói như vậy, một năm nay ta. Xuyệt. Cô nương vươn một món tay, dựng thẳng bên môi. Để ta đoán, chẳng lẽ là mấy người các ngươi gom góp năm lượng bạc này là muốn vu oan hãm hại sư huynh ta. Đại tiểu thư, không có chuyện đó, đại tiểu thư, ngươi oan uổng ta rồi. Đại tiểu thư, ta nào dám. Đại tiểu thư, ta không phải người như vậy. Cô nương nhẹ nhàng mỉm cười. Ánh xuân chiếu lên người nàng, một đôi mắt đen vừa lạnh lẽo vừa kiêu ngạo, giống như tất cả mọi thứ trước mắt đều không lọt vào mắt nàng. Ta cho các ngươi một cơ hội, chỉ có một Ai nói ra chân tướng sự việc thì ta sẽ để cho hắn tiếp tục ở lại hậu viện này, nếu không." Lâm Bích tiến lên một bước, lạnh lùng nói: "Tiểu thư nhà ta đã báo quan, quan phủ đang trên đường tới, đến lúc đó nếu như cha ra được gì đó, các vị ngẫm lại hậu quả đi." Hậu viện trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Có người nhảy ra, "Đại tiểu thư là chủ ý của Lý Hưng, nói muốn dạy cho Lục Thời một bài học. Chính là hắn, Đại tiểu thư" Lý Hưng đến đường ra sớm hơn chúng ta, chúng ta đều nghe lời hắn. Đại tiểu thư, người đừng để quan phủ bắt chúng ta. Cô gái ngẩng đầu nhìn Lý Hưng mặt xám xịt, lắc đầu. Một đại nam nhân, sao có thể nhỏ nhen như thế, ghen tị với sư huynh ta còn chưa tính, lại còn muốn hãm hại huynh ấy, chật chật chật, sách đều đọc vào trong bụng chó rồi. Lý Hưng đỏ bừng mặt, một lúc lâu thì quỳ xuống, trái phải cho mình hai cái tát. Đại tiểu thư, ta sai rồi, là ta bị ma ám, người đại nhân đại lượng, cho ta thêm một cơ hội đi. Sư Huynh. Cô chớp mắt nhìn Huynh. Cho không. Lục thời không ngờ chuyện này lại đột nhiên thay đổi, chợt không kịp phản ứng. Sư Huynh ta nói không cho. Nàng hư một tiếng. Người đâu, mời Lý Hương rời khỏi đường phủ ta. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, trước khi hãm hại sư Huynh ta, nên nghĩ đến hậu quả đã, dòng dài thêm một câu, đừng trách ta cắt đứt tiền đồ của ngươi, mời ngươi ăn cơm tù. Lý Hưng nào dám nói thêm nửa chữ? Lâm Bích, tiểu thư, chỗ này bẩn quá, ở không được, ngươi giúp sư huynh ta dọn đồ, đưa đến tiền viện. Vâng. Cô nương đi tới bên cạnh lục thời, đưa tay kéo vạt áo lục thời. Sư huynh, những người còn lại xử lý như thế nào, huynh nói đi, ta nghe huynh. Lục thời kinh ngạc nói. Bỏ đi, có nghe hay không, sư huynh ta nói bỏ đi nhớ kỹ điểm tốt của huynh ấy nếu không các ngươi cũng phải giống như lý hưng cô nương kéo ống tay áo hắn sư huynh chúng ta đi nàng ngẩng đầu nụ cười lắc lư trên mặt môi lục thời giật giật không nói được gì chỉ thành thật đi theo phía sau nàng hắn từ nhỏ là một đứa con hoang không ai chịu nói thêm một câu với hắn hắn cũng không muốn nói gì với người khác thà rằng một mình trốn sau cánh cửa thuộc về mình cao ngạo mà sống nàng kéo hắn đi, giống như đang kéo hắn ra khỏi cánh cửa kia vậy. Con đường đá xanh yên tĩnh, gió thổi xào sạc rừng trúc, còn có tiểu cô nương thông minh trước mắt. Thế giới trong mắt lục thời dường như đã thay đổi. Hình như có thêm hương vị. Hương vị này thật ngọt ngào. Lục thời ở tiền viện đường ra, đó là một cái viện rất hẻo lánh, ở ngay bên cạnh hậu hoa viên, cách nội trạch một đoạn. Hắn vẫn chăm ngựa cho đường ra, không cần tiền tháng tên xúc sinh não nhân nhi này được hắn nuôi đến rắn chắc lông trên người còn trơn bóng hơn ngựa khác đường kỳ lệnh sáng sớm phải đi đến phủ thái tử đến trạng vạng mới có thể từ thái tử phủ trở về một ngày ba bữa chỉ có thể ăn cùng con gái một bữa tối lục thời tuy rằng vẫn chăm ngựa nhưng trung quy vẫn là học trò của đường kỳ lệnh không phải hạ nhân cho nên buổi tối trên bàn cơm hắn cũng phải ở đây lục thời ăn rất nhanh ba miếng hai miếng đã ăn xong cũng không ăn nhiều Ăn xong, thì đứng ở ngoài cửa thư phòng, chờ tiên sinh đến. Ba ngày sau, có người nổi giận. Người nọ vỗ đũa lên bàn, rưng rưng nước mắt lên án đường lão ra. Cha, huynh ấy ăn nhanh như vậy, hại con cũng nhìn không được muốn ăn nhanh một chút. Cha xem, con nghẹn rồi, khó chịu lắm. Lâm Bích không ngừng vỗ lưng cho nàng thuận khí. Sau lưng thiếu nữ 13 tuổi, có sự mong manh của cái tuổi kia, mỏng như mảnh giấy gió nhẹ nhàng thổi qua giường như có thể thổi đứt. Sơn thạch hà. Tiên sinh chừng mắt nhìn hắn. Sau này con ăn chậm một chút, ăn nhiều một chút, chờ nó. Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, gật đầu. Được. Lại qua vài ngày, nàng vừa uống một ngụm canh, bỗng nhiên nôn ra. Lúc này là lâm bích chừng mắt với hắn, sau đó ôm tới vài bộ xiêm y không biết lấy ở đâu ra, ném vào trong ngực hắn. Lục công tử thay đi, tốt xấu gì cũng đừng hôn vào người tiểu thư. Trên người ta có mùi sao? Không thể nào. Lúc hắn ra khỏi chuồng ngựa, đã dùng nước giếng tắm rửa sạch sẽ trong ngoài rồi. Nôn. Nàng lại nôn. Lục thời vội đứng dậy, đi ra sau bình phong thay quần áo, bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Quay đầu lại thì vừa lúc nhìn thấy nàng cười híp mắt nhìn lâm bích. Nụ cười kia dính chút đắc ý, còn hơi xào quyệt, con ngươi lục thời co rụt lại đồng thời, chỉ cảm thấy trái tim mình rơi vào trong làn nước nóng. Thật ấm áp. Chương 389, sư muội. Lục Thời thử mấy bộ xiêm y kia một lần, không có bộ nào là không vừa người, đều giống như là Donny đóng giày cho hắn. Điều khó khăn là, vì để cho hắn không có gánh nặng tâm lý, xiêm y này vẫn là nửa mới không cũ. Nàng lấy nó ở đâu? Lục Thời không dám hỏi ra miệng, chỉ âm thầm để ý. Vài ngày sau hắn mới phát hiện Nhà đầu này lấy xiêm y của cha nàng, kêu tú nương trong phủ sửa lại. Sửa xong, lại cố ý đổ nước mấy lần, biến thành nhăn nhúm rồi ném cho hắn. Ngày đó Lâm Bích lại ôm tới vài bộ quần áo cũ, hắn cản đường nàng lại. Không giấu được, Lâm Bích thở dài. Lão gia nói ngươi là người thanh cao, coi trọng thể diện hơn bất cứ thứ gì, tiểu thư mới nghĩ ra cách này. Lục công tử, ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng, thực ra lão gia là yêu tài tiểu thư chỉ là có lòng tốt. Về sau lão ra cứ trực tiếp ném xiêm y cũ cho ta, ta có thể tự sửa. Lâm Bích nhìn hắn, một lúc lâu, chợt mỉm cười. Được. Thứ tôn nghiêm này thực ra phải xem người, có vài người không thể bỏ xuống một chút, đây là nguyên tắc làm người của lục thời. Nhưng ở trước mặt cha con kia, có thể bỏ xuống, hơn nữa có thể bỏ xuống hết lần này đến lần khác. Y vừa bỏ tôn nghiêm xuống, thì y phục cũ, giày cũ, thậm chí sách cũ của đường lão gia nghiên mực cũ bút lông cũ đều được đưa đến viện y lục thời hết cách chỉ có thể thừa dịp chờ lão gia hồi phủ nói trên bàn cơm đủ rồi đừng đưa đến nữa nàng dường như không nghe thấy ánh mắt nhìn lên trời hắn khẽ cắn môi đài tiểu thư nàng nâng cầm cao hơn im lặng hồi lâu hắn nhẹ giọng gọi sư muội lúc này nàng mới quay mặt đi Huynh vừa gọi ta là gì, không nghe rõ. Khuôn mặt già nua của hắn đỏ bừng, cổ cũng đỏ lên. Hắn chưa bao giờ gọi nàng là sư muội, đều gọi nàng là... Đại tiểu thư. Lúc mới bắt đầu gọi, nàng còn mình cười, sau đó cười gần, sau đó thì coi như không nghe thấy. Hắn biết nàng không vui, nàng... Sư huynh, sư huynh. Gọi, hắn cứ kêu là... Đại tiểu thư, chấm. Nhưng hắn vẫn gọi không được, cho dù đã luyện rất nhiều lần, nhưng hai chữ kia vẫn cứ kẹt ở cổ họng. Đài tiểu thư là cách gọi của hạ nhân đối với chủ tử, trong này có cách thân phận, địa vị và tôn ti, nhưng... Sư muội là cách gọi của một nam nhân với một nữ tử, là thân thiết, là bình đẳng, là có tình cảm và nhiệt độ. Sư muội lục thời gọi rõ ràng một tiếng. Trái tim đều làm từ là thịt, cho dù lục thời hắn là tảng đá vừa thối vừa cứng, cũng bị cô nương này ủ ẩm thôi. Nàng cực kỳ đắc ý, giọng điệu mềm mại. Không phải đưa không cho huynh đâu, sau này huynh phải chơi với ta. Rốt cuộc vẫn là một đứa bé. Lục thời gật đầu, ánh mắt nàng đào qua đào lại. Không hỏi chơi gì với ta sao? Lục thời lắc đầu. Thiên kim tiểu thư có thể làm cái gì, đơn giản chính là bắt bướm, dạo vườn, đu dây. Hắn chẳng biết một thứ gì. Không biết thì học, lục thời gì cũng không có, chỉ có kiên nhẫn là không ai bằng. Nửa năm trôi qua, nàng đã đành cờ không lại hắn, bắt đầu chơi xấu. Sư huynh, trà nguội rồi. Một chung trà nóng bưng lên, cờ đen của hắn thiếu một quân. Sư huynh, hình như ta nghe lâm bích gọi huynh. Đi ra ngoài dạo một vòng, lại thiếu một quân cờ đen. Trong lòng cười thầm, trên mặt còn giả bộ như không biết gì cả, lại dãy ruộ đi lên hơn 10 bước, rồi giơ tay đầu hàng. Dần dần, Lục Thời không chỉ cười trong lòng, trên mặt cũng dần nở nụ cười, đến Tiên Sinh cũng nói: "Sơn Thạch, dạo này thấy con có tình người hơn rồi đấy." Hắn ngại không dám nói là do sư muội đùa, chỉ nghiêm trang nói: "Là Tiên Sinh dạy tốt." Dần dần, thời gian Tiên Sinh ở phủ thái tử càng ngày càng dài, thời gian ở nhà càng ngày càng ngắn. Trên bàn cơm, thường chỉ có hai người hắn và sư muội. Cơm nước xong, hai người đều đi thư phòng, một người đọc sách, một người viết chữ, ai làm việc nấy. Hắn đọc sách mỏi mắt, sẽ ngẩng đầu liếc nàng một cái. Sau khi nàng phát hiện, cũng sẽ ngẩng đầu cười lại. Nụ cười rực rỡ trong ánh nến, khiến cho lục thời cảm thấy an tâm khác thường, giống như giờ phút này, nàng và hắn đang sống nương tựa lẫn nhau vậy. Thỉnh thoảng nàng viết mỏi tay cũng sẽ kêu hắn cùng đi dạo trong vườn, thuận tiện ra cửa chờ lão ra hắn không thích sóng vai đi với nàng, mà rất lại phía sau nửa bước nghe nàng liếu díu nói chuyện, tầm mắt vừa rơi xuống có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng của nàng. Nàng bắt đầu trổ mã, giống như nhánh liễu mùa xuân rút cành nảy mầm. Gương mặt cũng không còn hóa khí nữa, lúc nhướng mày lên, thanh tú giống như một tiểu hồ ly. Trong lòng hắn thầm nghĩ, tiểu sư muội tương lai chắc chắn sẽ là một mỹ nhân. Chữ ngôn đình đến, phá vỡ. Năm tháng tĩnh lặng. Của lục thời sau giờ ngọ hôm đó, hắn tắm cho. Náo nhân nhi. Xong, toàn thân bị xúc sinh kia làm ướt súng. Xa xa có người đi tới, hắn liếc mắt một cái đã chú ý tới đứa nhóc kia. Quý khí phủ cả người. Hắn không cần nhìn gần đứa bé mặc y phục gì, chỉ dựa vào tư thế bước đi của hắn, đã biết người này không giàu thì quý. Chờ đến khi hình dáng cậu bé trở nên rõ ràng, lục thời rời tầm mắt đi. Lục thời, đại sư huynh của chúng ta chữ ngôn đình học trò phụ thân mới nhận tạm thời là nhị sư huynh của ta chữ ngôn đình không vui đường chi vị sao lại nói ta là tạm thời nếu như cha ta không hài lòng với ngươi rồi trả lại hàng thì sao chuyện đó là không thể nào ai nói không thể ta nói ngươi nói không tính cha ta nói mới tình đường chi vị ta vừa tới ngươi đã ăn hiếp ta đây là ăn hiếp sao đây là kêu ngươi lo đi đọc sách đi đừng có thua cả ta chử ngôn đình tức đến đỏ mặt tia tai, cố gắng tìm lại chút tự tôn. Đâu phải cái gì cũng không bằng đâu, ngươi, ngươi múa kiếm không bằng ta. Có ai thua rồi lại chơi xấu như ngươi không? Sư muội bí hiểm chớp mắt nhìn hắn. Nếu ngươi nói mình là thiên hạ đệ nhất, thì không ai dám xương đệ nhị đâu. chử ngôn đình cảm thấy hài lòng, vừa định gật đầu, thì bỗng nhiên lĩnh ngộ, giận đến chống nạnh. Vị vị, ngươi lại ăn hiếp ta, mới nhìn ra à, thật ngốc, thôi, 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 nam tốt không đấu với nữ, ăn hiếp thì ăn hiếp đi. Chữ ngôn đình thở dài như nhận mệnh, lúc này mới rời mắt về phía lục thời, mày hơi nhíu lại, lui về phía sau nửa bước, thở dài nói, chào lục sư huynh. Chữ sư đệ, ta còn có việc phải làm, ngươi tùy ý. Lục thời xoay người đi vào chuồng ngựa. Vị vị, sao huynh ấy không cười, huynh ấy không thích cười, chẳng nhiệt tình với ta gì cả, ngươi là ai chứ, người người đều phải nhiệt tình với ngươi chắc. Sao tiên sinh lại nhận hắn? Đó là bởi vì huynh ấy giỏi. Ta chẳng thấy giỏi chỗ nào. Ấy ra, nơi này thối quá, chúng ta đi thôi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, lục thời đã không thích trừ môn đình. Không phải bởi vì hắn lui về phía sau nửa bước, cũng không phải bởi vì sự ghét bỏ trong mắt hắn, là hắn kêu một tiếng. Vì vì, chấm. Một tiếng kêu này, rõ ràng nói cho lục thời một điều, hắn và nàng có quá khứ thân mật, hơn nữa quan hệ hai nhà không phải chuyện đùa. Bàn ăn của ba người biến thành bốn người. Thư phòng của ba người cũng biến thành bốn người. Dự cảm của lục thời không sai. Nương của chữ ngôn đình và nương đường chi vị có quan hệ họ hàng, hai nhà từ nhỏ đã có ý thân càng thêm thân, chỉ là không nói rõ mà thôi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 390, Sư Đệ. Lục thời trở nên im lặng thời gian ở lại chuồng ngựa càng lúc càng dài, tốc độ ăn cơm càng lúc càng nhanh. Tiên sinh hỏi hắn vì sao, hắn trả lời. Cứ cảm thấy còn có rất nhiều sách chưa ngộ hết, thời gian không còn kịp nữa. Lời này, không có giả. trừ ngôn đình xuất hiện, khiến lục thời thực sự cảm nhận được, cái gì gọi là người so với người, tức chết người. Xuất thân nhà thi lễ, từ nhỏ đã được danh sư vỡ lòng, vừa mới 14 tuổi, đã có danh hiệu giải nguyên. Lục Thời ngoại trừ lớn hơn hắn 9 tuổi, thì những thứ khác đều không sánh bằng. Ngày hôm đó, tiên sinh không hồi phủ dùng cơm, hắn vội vàng ăn xong rồi đi chuồng ngựa đọc sách giống như thường ngày. Đêm khuya yên tĩnh, cô nương bước tới. Trực giác của hắn nói là không đúng, bình thường giờ này nàng đã đi ngủ rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Cha được triệu vào cung, đến bây giờ còn chưa trở về, đã mấy canh giờ rồi có phái người đến phủ thái tử hỏi thăm tình hình không? Hỏi thăm rồi, điện Hà cũng bị gọi vào cung, ngươi đang lo lắng gì thế? Nàng cắn môi dưới, hồi lâu mới nói, lòng vua khó giò. Bốn chữ, khiến Lục Thời không khỏi căng thẳng. Đừng sợ, ngươi về phòng trước, ta sẽ đến phủ thái tử hỏi thăm thử. Sư huynh, huynh nói lỡ như, không có lỡ như, hắn nói với Lâm Bích ở xa, cho ta hai gã sai vặt đi theo có chuyện gì ta bảo bọn họ trở về đưa tin. vâng. lục thời đến phủ thái tử cũng không ngờ người ở phủ thái tử cũng nóng lòng như lửa đốt thái tử phi thậm chí còn đứng trông mong ở cửa trong nháy mắt này lục thời đột nhiên cảm thấy những quý nhân này cũng rất đáng thương phú quý sống chết của bọn họ hỉ nộ ái ố thực ra đều bị một người điều khiển thiên đường địa ngục đều chỉ ở trong một suy nghĩ của người đó. Lục Thời bảo gã sai vặt chờ về báo tin cho đại tiểu thư, còn mình lại mang theo một gã sai vặt khác đi đến cửa cung. Cửa cung đóng chặt, không có động tĩnh gì, hắn chỉ có thể chờ. Một người khác cũng chờ ở cửa cung, là quản sự phủ thái tử. Quản sự đợi đến nửa đêm, không chịu nổi nữa bèn ra xe ngựa ngủ gật. Lục Thời không ngủ được, bèn đứng đọc sách. Đọc sách cả đêm, vẫn không có tin tức của hai người, lúc trời vừa sáng, quản sự phù thái tử gấp đến độ đi vòng quanh, mặt trắng bệch như quỷ. Lục thời suy nghĩ, gọi một gã sai vặt khác tới. Trở về nói với tiểu thư, không có tin tức đó là tin tức tốt nhất, kêu nàng an tâm dùng bữa sáng. Lục công tử, ngươi đây không phải là, cứ làm theo lời ta, nói với tiểu thư như thế. Lục thời trở nên nghiêm trọng. Không được thêm một chữ, cũng không được bớt một chữ, mau đi đi gã sai vật bị sự nghiêm túc trên mặt hắn làm cho hoảng sợ. Vâng. Lục Thời sốt ruột thật, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, kinh nghiệm những năm này nói cho hắn biết, người vội vàng thì dễ dàng phạm sai lầm. Đáng tiếc, không phải tất cả mọi người đều hiểu đạo lý này, gã sai vật kia hiển nhiên là nói thêm vài câu, chỉ qua nửa canh giờ, nàng đã ngồi xe ngựa vội vàng chạy tới. Một đêm không về, đây là chuyện trước nay chưa từng có lục thời nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô nương không nói gì chỉ đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng vài cái cô nương cũng không nói lời nào thuận thế đặt đầu lên cánh tay hắn lục thời bỗng nhiên cảm thấy đứa nhỏ này thực rất yếu đuối chỉ là bên ngoài cố gắng chống đỡ mà thôi chử ngôn đình đâu đang ngủ cô nương hừ một tiếng hắn nói không sao đâu lục thời thầm nghĩ tên nhóc kia cũng chỉ là một đứa bé đường chi vị. Trong lúc yên tĩnh, hắn bỗng nhiên nói một tiếng. Tiên sinh đặt cho ngươi cái tên này, có dụng ý gì? Tang chi vị lạc, kỳ diệm ốc nhược sao? Sao cây dâu chưa dụng, thì lá chân mướt như dung sắc em còn đẹp đẽ dỡ dàng thi viện. Không phải dụng ý này. Nàng ngẩng đầu, không hiểu nhìn anh. Hắn quay lại nhìn nàng, nhẹ giọng nói. Đường chi vị, vị chi điểm sao? Sao điểm dịch là ngọt? Điểm là gì? Vô tư vô lự là ngọt, cẩm y ngọc thực là ngọt, gà được lương nhân là ngọt, con cháu đầy đàn là ngọt. Nhà đầu, yên tâm đi, số của nàng tốt lắm. Đường chi vị ngẩn ra trước, sau đó khẽ mỉm cười. Thái tử và tiên sinh lần lượt ta khỏi cung lúc chạng vảng, hai người không nói thêm một câu, lên xe ngựa nhà mình, lập tức lên đường hồi phủ. Lúc này lục thời mới biết, tiên sinh và thái tử quỳ nửa đêm nguyên nhân là vì thái tử nói sai một câu với bệ hạ. Chân của tiên sinh mấy ngày sau mới dần hồi phục. Nhưng bắt đầu từ ngày đó, ánh mắt hắn nhìn lục thời rất khác, hơn nữa yêu cầu càng ngày càng cao, có gì không hài lòng, là thổi dâu trừng mắt. Nhà đầu kia hình như cũng rất khác, bắt đầu chĩa mũi nhọn vào trừ ngôn đình. Bản ăn vẫn là bốn người, thư phòng cũng là bốn người, nhưng đối thoại lại biến thành như thế này. Sư muội, ta viết chữ này thế nào? không được đẹp lắm, chữ của lục sư huynh, còn kèm hơn ta nữa. Ai nói lục sư huynh kém, đó là tự sáng tạo thể mới. Sư muội, lát nữa chúng ta chơi cờ nhé. Cả ngày chỉ biết chơi, không thể học tập, yên lặng làm văn như lục sư huynh sao. Đó là do lục sư huynh không thông minh bằng ta. Đừng tự rát vàng lên mặt mình, lục sư huynh là đại trí giả ngu. Sư muội, món ăn này là ta thích, sao ngươi lại nhích lại phía lục sư huynh? Ngươi mập quá, lục sư huynh thì gầy ngươi ăn ít lại, huynh ấy phải ăn nhiều. Lục sư huynh, huynh ăn đi. Thiếu nữ cười với lục thời, ánh nến lồng ở trên người nàng, tự dưng trở nên thật thân thiết. Lục sư huynh, huynh xem sư muội ăn hiếp ta kìa. Trừ ngôn đình tuổi thân. Lục thời bỗng nhiên cảm thấy, tên nhóc này thực ra cũng không đáng ghét, vẫn có vài phần đáng khen. Ngày tháng, lặng lẽ trôi qua trong cảm giác thân thiết này. Lại đến ngày 2 tháng 2, ngày sinh nhật sư muội. Một năm này, sư muội đã 14 tuổi, hắn đến lục gia đã 2 năm. Năm thứ nhất, trên người hắn không có mấy văn tiền bạc, chỉ có thể tắm rửa não nhân nhi sạch sẽ, làm mã phu cho nàng. Một năm này, hắn dùng mỗi ngày nghỉ, đến làm việc ở tiệm rèn sắt của huynh đệ tốt tam bàn, thời gian một năm để dành 6 lượng bạc. Hắn dùng 6 lượng bạc này, mua một hộp son ở cửa hàng son tốt nhất kinh thành. Ngày 2 tháng 2, đường ra ngựa xe như nước, khách khứa nối nhau không dứt. Thân là đại đệ tử của tiên sinh, hắn thay y phục đẹp nhất, giúp tiên sinh tiếp đón khách đến. Lục thời vốn không phải là người giỏi giao tiếp, chỉ có thể im lặng đi theo phía sau tiên sinh, gật đầu với người này, thi lễ với người kia. Chữ ngôn đình thì lại như cá gặp nước, mỗi lời nói cử chỉ đều ứng phó rất có đạo lý. Hắn thậm chí còn dẫn theo một người, người nó tên là Đường Trăn, dáng vẻ thanh tú, trắng trẻo sạch sẽ, vừa nhìn đã biết là một người thông minh. Đường chăn tới bái sư, tiên sinh chỉ hỏi hắn mấy vấn đề, đã ban cho hắn tự kiến khê. Tiên sinh nói đứa nhỏ này rất có linh khí sơn thủy, tâm trí cũng đơn thuần, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy được bên trong, trong sáng. Đường kiến khê cứ như vậy, trở thành tiểu sư đệ của hắn. Hắn lớn hơn sư muội 13 ngày. Lúc tiểu sư đệ tới hành lễ với hắn, cũng lắp bắp kinh hãi. Tên nhóc này còn không giỏi che giấu bằng trừ ngôn đình, mở to mắt nhìn lục thời nửa ngày, cảm thán một câu. Đại sư Huynh, sao Huynh lại già như vậy? Lục thời, đường kiến khê. Đại sư Huynh, Huynh đã lập gia đình chưa? Lục thời lắc đầu, đường kiến khê trừng mắt. Đại sư Huynh, Huynh già như vậy còn chưa lập gia đình, là có vấn đề gì sao? Lục thời thầm đáp lại anh một chữ, khốn kiếp. chương 391, tâm tư. Lục thời lần đầu tiên dùng thân phận đại đệ tử của đường kỳ lệnh xuất hiện trước mặt tân khách, thật ra là khiến cho người ta khiếp sợ. Một là hắn 24 tuổi, chưa kết hôn. Hai là không ai biết rõ hắn, có hơi thần bí. Ba là tướng mạo của hắn. Tướng mạo lục thời không giống với thư sinh hào hoa phong nhã, thân hình hắn cao lớn, ánh mắt mang theo vài phần giã tính, giống như một con ngựa hoang không dễ thuần phục. Đây là đặc tính chỉ có trên người võ tướng xuất hiện trên người một thư sinh thực sự rất khác biệt. Nội trạch đường phủ không có nữ chủ nhân, sư muội đóng vai chính, mời nữ quyến vào vườn xem kịch, tiên sinh ít nhiều hơi không yên lòng, lệnh cho hắn đi qua giúp đỡ. Đường kiến khê cứ đòi đi theo. Sau này mới biết được, tên nhóc này si mê nghe kịch, còn là một tay giỏi viết kịch bản. Đi được nửa đường, đã có tiểu thư thế gia ra, ra ngăn cản đường đi, lời nói hàm xúc. Lục công tử, ta không tìm thấy cây châm của mình, ngươi có thể giúp ta tìm một chút không? Không thể. Sau đó lại đụng phải hai người, một người mất khăn tay, còn có một người nói là đau đầu, lục thời túm đường kiến khê trực tiếp đi đường vòng rời đi. Hắn lăn lộn trong đám nữ nhân bốn năm, hiểu rất rõ mục đích của các nàng, cũng biết mình chỉ cần hơi đáp lại, thì sẽ không thể thoát được phận dễ hiền. Dù sao hắn bây giờ cũng là học trò của đường kỳ lệnh, đồng môn của thái tử. Nhưng hắn không muốn, tiền đồ của nam nhân phải dựa vào chính mình có được. Trước sân khấu, sư muội đang cười nói với người, Lâm Bích ở bên cạnh bận rộn. Đường Kiến Khê thấy hắn đứng bất động, "Sư huynh, huynh không đi sao? Không đi, vậy ta có thể đi nghe kịch không? Đi đi." Lục Thời đứng trong bóng tối lặng lặng nhìn một hồi, thấy hết thảy đều đâu vào đấy, đang muốn rời đi thì bỗng nhiên nghe được có người đang bàn về hắn cái tên lục thời kia ở đâu ra thế sao đường lão ra lại nhận người như vậy gặp người mà chẳng chào hỏi gì mắt dài đến đỉnh đầu rồi nghe nói trước kia là ở hậu viện đường ra nhờ vút mông ngựa đại tiểu thư mà tiến vào tiền viện nhìn hắn như vậy cũng không giống như là người đọc sách đứng đắn gì người đọc sách đâu có dáng vẻ như hắn vừa rồi ta đi dạo vườn hắn chặn ở nửa đường nói muốn giúp ta tìm khăn vừa nhìn đã thấy là không có lòng tốt vừa rồi ta ở trong vườn hơi choáng váng đầu hắn đưa tay đỡ ta chẳng hiểu chút quy củ trời ạ à, vậy chúng ta nên nhắc nhở đại tiểu thư cẩn thận một chút đương nhiên phải cẩn thận một chút rồi đường ra chỉ có một mình đại tiểu thư nếu như là hắn gia sản này không phải toàn bộ đều rơi vào tay hắn sao hèn gì đã lớn tuổi còn chưa có thành thân hẳn là đang tính toán gì đây việc này còn phải nói với đường lão gia bốp một chung trà vỡ nát trên mặt đất tiểu sinh hát hí khúc trên sân khấu chợt run lên một cái, hí khúc lập tức đứt đoạn. Phụ thân mệnh khổ của ta ơi, nương mới đi ba năm, người đã vừa điếc vừa mù rồi, phải làm sao cho tốt đây. Đại tiểu thư, đường lão ra vừa rồi còn rất khóe, sao lại nói lung tung thế? Ai ra, cha ta vốn không điếc không mù, biết tốt xấu, phân gió trắng đen, vậy các ngươi ở đây lo lắng gì hả? Mấy người kia đều sừng sốt, thì ra đại tiểu thư đã nghe lời các nàng nói đại tiểu thư không phải chúng ta lắm mồm người tuổi còn nhỏ ít nhìn sự đời đúng vậy mọi việc còn phải cẩn thận hơn biết người biết mặt không biết lòng nàng giận dữ sư huynh ta là người đọc sách đường đường chính chính các người đừng nói lung tung ai ra đại tiểu thư chúng ta chẳng lẽ còn oan cho hắn hay sao oan uổng rồi một là oan uổng hay thì sao cũng oan uổng đại tiểu thư ngươi không thể vô lý như vậy ta chính là vô lý như vậy đấy nàng bỗng nhiên chống nạnh, hồn hền. Ta ở nhà của ta, vì sao phải nói đạo lý với các ngươi? Người đọc sách, sẽ không cãi nhau, chỉ có thể bày ra chút khí thế kiêu ngạo hù dọa người. Chỉ có lục thời biết, nhà đầu này giờ phút này chắc chắn đang cắn răng, đỏ mặt, muốn liều mạng như nữ nhân tranh chua rồi. Thiên kim thế ra, nói chuyện hẳn là phải uyển chuyển, trong lòng có giận đến thế nào thì ngoài mặt cũng phải bình thản, để lại vài phần mặt mũi cho khách nữ nhân tranh chua và nàng cách nho mười vạn tám ngàn dặm không nên như thế cho dù là vì hắn trái tim lục thời như bị cuốn vào vòng xoáy từng chút bị cuốn vào rồi chìm xuống rõ ràng là ngươi muốn sư huynh nhà ta nhặt khăn cũng rõ ràng là ngươi chạy đến trước mặt sư huynh nhà ta nói choáng váng đầu tên nhóc họ đường ra vẻ thâm trầm thở dài nhọc ta lúc còn khuyên sư huynh cứ giúp người ta đi trời đất yên tĩnh lục thời nhíu mày xoay người rời đi hắn đi thẳng về sân của mình ngồi xuống trước cửa sổ những nữ nhân kia nói đúng hắn không phải người đứng đắn gì chỉ giả bộ đứng đắn ở trước mặt cha con đường ra mà thôi hắn nổi lên tâm tư hèn mọn ban đêm một mình nằm ở trên giường khi đó trong đầu sẽ xuất hiện ra những nữ nhân hắn từng ngủ có béo gầy kiều mị cuối cùng dừng lại mãi mãi là cô nương sau khi bị té ngã bĩu môi đứng đậy dưới ánh trăng. Mỗi khi đến khúc này, trong lòng hắn sẽ không hiểu xấu hổ mà phẫn nộ, khó xử, sau đó bắt đầu phỉ nhổ, khinh bỉ, chán ghét chính mình. Chán ghét xuất thân của mình, chán ghét nữ nhân kia, cả bốn năm sống trong cơn say xưa của mình. Nếu ta sinh ra trong thế gia, nếu nương ta thư tình đạt lý, nếu như thể xác và tinh thần ta sạch sẽ, tính tình thẳng thắn. Nếu ta trẻ lại vài tuổi ta có thể đưa tay sờ lên khuôn mặt đó không? Nhưng mà, trên đời này không có nếu như. Thân thế, quá khứ, trải nghiệm của một người, chính là làn da của hắn ta, đã sớm hòa vào xương máu, xé không ra, cạo không chóc, còn mơ cái gì nữa đây? Có buồn cười hay không chứ? Lục thời lấy hộp son từ trong ngực ra, đứng dậy đi tới trước bàn sách, mở ngăn kéo bỏ vào. Ngày hôm đó, sư muội nhận được rất nhiều quà sinh nhật trừ ngôn định tặng bút tích thật của Tống Huy Tông. Đường chăn tặng một bức danh hỏa. Phủ Thái Tử tặng một pho tượng san hô cao bằng nửa người. Nhà Lưu Hầu ra tặng hai tấm vải thêu tô châu, một chiếc vòng tay bạch ngọc. Lục thời thấy may vì mình đã khóa hộp son kia lại. ồn ào suốt một ngày đường ra cuối cùng cũng yên tĩnh lại, hắn cùng tiên sinh tiễn xong người khách cuối cùng, bèn đến chuồng ngựa đọc sách giống như thường ngày. Không biết vì sao, dù là viện của mình, bàn học của mình, hắn vẫn cảm thấy đến chuồng ngựa đọc sách là khiến hắn thoải mái nhất. Trong chuồng ngựa có đèn, hắn tưởng là tam bàn, đến gần mới phát hiện, cô nương xinh đẹp đang đứng đó. Ánh nến rơi xuống, vẽ ra một hình dáng dịu dàng trên người nàng, lòng lục thời khẽ rung động, là một đại cô nương. Sư huynh, nàng cười khanh khách vươn tay. Quà sinh nhật của muội đâu, không có bạc để mua. Hắn đi tới trước hàng rào, kéo não nhân nhi ra cũng giống như năm ngoái, ta sẽ dắt ngựa cho muội." Nàng khẽ cười một tiếng. "Ta lớn hơn một tuổi, phải nhiều hơn năm ngoái vài vòng chứ?" "Hắn." "Ừ." Một tiếng, giọng hơi khàn. "Mấy chục vòng cũng được, đỡ ta lên đi." Nàng vươn tay. Não Nhân Nhi đã không còn là con ngựa con, bây giờ vừa cao vừa lớn, lúc hắn đỡ nàng đi lên, nắm tay nàng trong lòng bàn tay. Tay rất mềm, đầu ngón tay hơi lạnh hắn chờ nàng ngồi vững vàng, cởi áo choàng trên người, cuộn thành một cục, đặt ở trước mặt nàng. Đưa tay vào đây cho ấm. Sư huynh, huynh không lạnh sao? Không lạnh. chương 392, thừa nhận. Lục thời quả thực không lạnh. Đêm đã khuya, có một cô nương chờ ở đây, ở đâu cũng thật ấm áp. Hắn dắt ngựa lặng lẽ đi về phía trước. Não nhân nhi hôm nay không lấy móng đá hắn, đổi lấy đầu đầy hắn, thân thiết giống như người thân. Súc sinh thực ra cũng giống như người, ai đối tốt với nó, nó sẽ đối với người đó. Ánh mắt nàng dừng lại trên người hắn, một hồi lâu, nói: "Sư huynh, thật ra sinh nhật hàng năm đều là ngày ta không vui nhất. Tại sao? Lúc nương sinh ta ra thì sức khỏe không tốt, thái y nói lúc mang thai người ăn ngon quá nên nuôi ta lớn quá, không dễ sinh." Giọng nàng hơi trầm xuống, còn hơi run rẩy. "Nương ta nói người không trông mong sẽ có đứa con của mình." Ông trời đột nhiên cho nàng, nên người muốn lúc ta ở trong bụng nuôi thật tốt, thật tốt. Người không biết, ta tình nguyện mình sinh ra gầy như mèo, cũng muốn người sống thật tốt. Nếu không có ta thì người đã có thể sống thật lâu, thật lâu. Nàng nhẹ nhàng thở dài. Cha ta cũng sẽ không sống một mình đến bây giờ. Lục Thời không biết an ủi người khác như thế nào, chỉ không muốn nghe nàng thở dài. Ta giấu chút rượu trong chuồng ngựa, người có muốn uống một ngụm hay không? Giấu rượu làm gì? ban đêm lạnh, uống vài ngụm sẽ đỡ hơn. Nàng bĩu môi. Không có đồ nhắm rượu sao? Uống rượu không cần nhắm rượu. Hắn quay đầu ngựa, đỡ nàng xuống, lấy một bầu rượu từ trong cỏ khô ra, rồi lấy khăn ra lau miệng bầu. Đưa đây. Nàng nhận lấy, cẩn thận uống hai ngụm, rồi chép chép miệng. Sao rượu này lại mạnh như vậy? Rượu mạnh mới giải sầu. Hắn xoay người lấy mấy đống cỏ khô, đặt trên mặt đất, lại trải áo bào lên trên ngồi đi nàng nghe lời ngồi xuống hắn ngồi xuống bên cạnh nàng chặn đầu gió uống thêm hai ngụm nữa sẽ không lạnh nàng uống thêm hai ngụm hắn nhìn nàng một lúc khóe miệng cong lên vở kịch hôm nay có hay không tiệc mừng thọ buổi trưa đại tiểu thư đường phủ ăn được một nửa thì không thấy bóng dáng tìm nửa ngày mới phát hiện nàng và tên nhóc họ đường lại chạy đến sân khấu xem kịch ừ hay lắm hát vở gì thế tây sương ký hắn nhíu mày sao lại xem vợ này nàng bĩu môi vợ này thì làm sao thật lâu sau hắn mới thấp giọng nói mười thư sinh thì chín người không có ý tốt ngươi đừng tin vậy còn một người nữa nàng quay đầu nhìn hắn còn một người hắn đối diện với ánh mắt của nàng trong lòng không khỏi sợ hãi càng tệ hơn nàng cúi đầu xuống yết hầu hắn trượt lên trượt xuống hơi không đành lòng ngoại trừ vợ này những vợ khác tùy ngươi xem, cha ta là người tốt, nàng không cam lòng. Ông ấy vì ta mà không định cưới nữa. Ừ, huynh cũng tốt, ta không tốt. Hắn im lặng một hồi, định nói một chút về quá khứ của mình. Trước khi tới kinh thành, ta ở ký viện 4 năm, cho nên tâm tư nam nhân, ta hiểu rõ nhất. Mặt cô nương trắng bệch. Hắn liếc nàng một cái, lại rời tầm mắt đi. Ta cầm bạc nương cho ta lên kinh dự thi, tiêu hết, mới chịu ra khỏi ký viện cô nương mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn thanh danh của nương ta ở lục gia không tốt cha ta ta thậm chí không biết cha ta là ai tên của ta không có trong gia phả lục gia người lục gia đều nói ta là con hoang hắn dừng lại ta vẫn luôn nghĩ cha ta là ai là tên ăn mày ven đường hay là tên ma men nào của lục phủ hoặc là đừng nói nữa cô nương đột nhiên hét lên huynh câm miệng đi hắn bình tĩnh cười cười không còn sớm nữa, ta đưa ngươi, sau này đừng một mình tới nơi này nữa. Muốn tới thì gọi Lâm Bích đi cùng." Cô nương bối rối một hồi lâu mới phản ứng lại ý của lời này. Nàng đứng lên, ngửa đầu, uống hết bình rượu kia, sau đó ném bình rượu vào lòng hắn. "Sư huynh, cảm ơn rượu của huynh. Còn nữa, phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé." cảm ơn các bạn